Mình xin kính chào các bạn khán thính giả thân mến. Lại là admin đẹp trai của Thế Giới Ơi đây. Tiếp theo chuỗi giao lưu võ thuật diễn ra tại nhà của cụ hổ Ngang Đông là một chuyến thăm của đại diện đến từ châu Âu, đó là sư tử hang động châu Âu. Mục đích của chuyến đi lần này của sư tử châu Âu là nhằm giao lưu và học hỏi thêm các môn võ công của một cao thủ đến từ châu Á, hổ Ngang Đông. Nghe nói hổ răng kiếm to lớn và chắc khỏe thế kia mà còn chịu thua của hổ Ngang Đông thì sư tử châu Âu cũng có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi du hành đến vùng đất của rất nhiều loài hổ dữ này. Nói về giai đoạn thì cả hai loài đều sống cùng kỷ nguyên, nhưng loài sư tử châu Âu tuyệt chủng trước loài hổ Ngang Đông khoảng 1.000 đến 2.000 năm. Với sư tử châu Âu, một con được trưởng thành có chiều dài từ đầu tới gốc đuôi khoảng 2,1 mét. Có những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 2,5 mét. Chúng có chiều cao khoảng 1,2 mét và cân nặng từ 200 đến 339 kg, có khi lên tới 350 kg. Hổ Ngang Đông có chiều dài cơ thể từ 2,2 đến 2,4 mét. Chiều dài tổng thể dao động từ 3,2 đến 3,5 mét. Chúng có chiều cao khoảng 1,2 mét tính tới vai và có cân nặng dao động từ 350 đến 400 kg, có khi lên tới 470 kg. Nhìn chung thì chủ nhà hổ Ngang Đông có kích thước lớn hơn khoảng 15 đến 17% so với sư tử châu Âu. Cấu tạo cơ thể của hai loài đều săn chắc, thon gọn và phù hợp cho những màn giao đấu đỉnh cao. Tiếp theo mình đi sâu vào chi tiết hơn một xíu. Đó là phân tích chi trước và chi sau của hai loài. Sư tử châu Âu có kích thước các chi nhỏ hơn so với hổ Ngang Đông. Bàn chân trước có bề rộng khoảng 15 đến 16 cm, trong khi hổ Ngang Đông có các chi to hơn, khỏe hơn. Hổ Ngang Đông có đôi bàn chân trước với chiều rộng dao động từ 16,5 đến 17 cm, và trong các chi to đều từ trên bả vai xuống dưới bàn chân. Nếu sư tử châu Âu có móng vuốt dài khoảng 7 cm thì loài hổ Ngang Đông có bộ móng vuốt dài khoảng 8 đến 10 cm hoặc hơn thế. Tới đây thì các bạn có thể thấy những cú tát hay cào cấu của loài hổ Ngang Đông có mức độ nguy hiểm hơn so với sư tử châu Âu rồi đấy. Chưa kể là loài hổ Ngang Đông có khả năng đứng bằng hai chân sau còn tốt hơn so với những chú sư tử hang động châu Âu. Về phần hộp sọ thì loài sư tử châu Âu có chiều dài hộp sọ dao động từ 34 đến 42 cm. Hổ Ngang Đông có hộp sọ dài khoảng 35,5 đến 39,3 cm. Có thể thấy rằng hộp sọ của sư tử châu Âu nhỉnh hơn một xíu so với hộp sọ của hổ Ngang Đông. Nhờ vậy mà chúng có thể chống chọi được những đòn tấn công tốt hơn so với hổ Ngang Đông. Hộp sọ to và não lớn nên chúng cũng có lợi thế ở sự thông minh và khôn lanh hơn so với hổ Ngang Đông. Cả hai loài đều sở hữu cặp răng nanh dài và chắc khỏe. Sư tử châu Âu có cặp răng nanh dài khoảng 13 cm, còn răng nanh của hổ Ngang Đông dài từ 13 đến 15 cm. Có thể thấy rằng hổ Ngang Đông có cặp răng nanh dài hơn một tí nhưng không đáng kể. Cả hai loài đều sở hữu những cú cắn rất nguy hiểm. Sư tử châu Âu có thể tạo ra một lực cắn lên tới 1.800 PSI. Lực cắn này có thể phá vỡ cấu trúc xương. Hổ Ngang Đông cũng có cơ hàm rất chắc khỏe. Chúng có thể tạo ra một lực cắn đạt 1.350 PSI. Độ nguy hiểm và sát thương của hai loài đều rất ghê gớm. Nói đến kỹ năng chiến đấu một mình thì loài hổ Ngang Đông có phần lợi thế hơn do chúng chuyên đi săn một mình và chiến đấu một mình. Loài sư tử châu Âu thì vừa đi săn theo đàn vừa đi săn một mình nên kỹ năng chiến đấu một mình không tốt bằng hổ Ngang Đông. Sức bền bỉ của hai loài cũng 1:9:10. Sự dẻo dai và tinh thần chiến đấu đều cao. Hổ Ngang Đông có phần gan lì hơn do chúng phải một mình chiến đấu với các đối thủ cạnh tranh. Đến đây, mình có nhận xét là sư tử châu Âu có lợi thế ở lực cắn mạnh, hộp sọ lớn và sự thông minh. Chúng có bất lợi ở kích thước và cân nặng nhỏ hơn. Kích thước bàn chân, chiều dài móng vuốt và răng nanh cũng bé hơn so với hổ Ngang Đông. Kỹ năng chiến đấu một mình và sự gan lì kém một tí so với hổ Ngang Đông. Hổ Ngang Đông có lợi thế ở kích thước cơ thể, cân nặng. Kích thước các chi, móng vuốt, răng nanh cũng to hơn sư tử châu Âu. Chúng có kỹ năng chiến đấu một mình và sự dũng mãnh hơn so với sư tử châu Âu. Tuy nhiên, chúng cũng có bất lợi ở lực cắn yếu hơn, hộp sọ nhỏ hơn và kém thông minh hơn loài sư tử châu Âu. Vậy mình xin đưa ra kết luận là
Sư tử châu Âu có 45% cơ hội chiến thắng và hổ ngang đông đã giành thắng lợi với 55% cơ hội. Theo các bạn thì kết quả này có thuyết phục hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.